Hello, Ms. Zhang and our lateral friend. We are group 7, which about mental consulting. And our group will include 4 members, Tung, Hoàng Giang, Nhật Minh, and myself. And today, we will talk to you about the mental consulting in Hà Nội University. And first, we would like to show you a clip about this major issue. Theo số liệu khảo sát của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hà Nội và Hải Dương, có khoảng 80% học sinh có những vướng mắc cần chia sẻ. Nghiên cứu dịch tễ ở 7 tỉnh phía Bắc của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy khoảng 20% các em học sinh có tổn thương sức khỏe tâm thần tới mức cần can thiệp trị liệu. Theo tôi thì nhu cầu là rất là lớn, nhu cầu ở đáp ứng cái tâm lý học đường trong trường học không chỉ của học sinh đâu mà cả của phụ huynh nữa, giáo viên nữa. Tuy nhiên thì để cho học sinh đến mộc bạch bày tỏ thì mình không phải tự nhiên em lại đến, mình phải làm cái công tác là mình đến gần gũi với các em, giống như là mình để cho các em thấy rằng tôi là chỗ an toàn, tôi là chỗ có thể chia sẻ và em có thể đến bất cứ lúc nào. Tại hội thảo đào tạo chuyên gia tham vấn học đường trong bối cảnh công nghiệp 4.0, các chuyên gia đã chỉ ra rằng một hạn chế lớn trong thực tiễn triển khai công tác tư vấn học đường thời gian qua chính là nguồn nhân lực có đủ trình độ và kỹ năng. Hiện nay, hầu hết các trường chưa có cán bộ chuyên trách mà chỉ có giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tham vấn tâm lý. Trong khi đó ở Việt Nam, hầu như chưa có chương trình đào tạo và mạng lưới đào tạo chuyên gia tham vấn học đường. Trong cái thời gian vừa qua, thông tư 31 của Bộ là một cái gọi là cái cơ chế, đã tạo một cái cơ chế, một cái hành lang pháp lý rất là thông thoáng để những cái giáo viên ở các trường có thể làm cái công tác tư vấn tâm lý, được tham gia tập huấn một cách bài bản và được cấp chứng chỉ. Đấy sẽ là những cái bước đầu tiên phù hợp với cả bối cảnh Việt Nam hiện tại, khi mà chưa có cái đội ngũ chuyên nghiệp ngay lập tức để đáp ứng cho cái nhu cầu hơn 14.000 trường và cái nhu cầu cần phải có 70.000 những cái giáo viên cần được đào tạo về tham vấn học đường để hỗ trợ học sinh. Theo các đại biểu, tham vấn học đường là hoạt động rất quan trọng trong môi trường giáo dục hiện nay khi ngày càng nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh, tác động đến học sinh. Do đó, tham vấn học đường phải được quan tâm đầu tư đúng mức cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất, đặc biệt là đội ngũ tư vấn phải chuyên biệt. Very cool, very cool. Yeah. But that clip was in 2017. So what about the issue in today? Now we have interviewed 5 students in Hà Nội University, and surprisingly, 3 out of them are currently dealing with this problem. Okay, let's take a look. Can you tell me a little bit about yourself? My name is Lam. I'm studying at Hà Nội University, and my major is. Hello, can you talk a little bit about yourself? Yes, hi, my name is Chi. I'm a sophomore at the Department of Chinese at Hà Nội University. Okay. Hi, my name is Lan. I'm a student at Hà Nội University, and my major is Japanese. Are you having a psychological problem at school, like deadline, homework, and stuff? I think my problem at school is deadline. I'm having a lot of deadlines right now. Okay. Are you having psychological problem about school, like homework, deadline, or stuff? Yes, of course. I think that's every student's problem. I have some deadlines and have to do exams every 2 weeks. I have that in the 2018 university exam. Can you describe the feeling? I'm having like 3 deadlines right now, and I have to done it before next week. So right now I just want to disappear like for. Okay, same. Can you describe that feeling? As you may know that being a student in university is very different from being in high school. Everything changes. The most difficult thing is that you have to learn in a totally different ways, and you have to learn, especially you have to learn about hieroglyphics like Chinese or Japanese. You have to remember
verb tenses or understand how the grammar works is very stressful. At first, I thought university would be easier than high school, but now I have so many stress and now I'm just so tired and sick of it. Do you want to talk to someone about this problem you're having? Although I haven't talked about this problem with anyone, but I really like to talk it with someone that could help me. Yeah. Do you want to talk to anyone? Sure. How much would you like to pay for a psychological counselor? I know psychological counselor will not be cheap and quite quite expensive, but I really want it for free. Yeah, oh yeah, thank you. Okay. I think I have a serious problems about psychology, so I need a lot of counseling sessions. Okay, thank you. As you guys can see, there are many students are experiencing psychological problems that need to be listened to. Pressure from marks, pressure from family. Vietnamese parents often tend to feel frustrated and disgraced if their children do not meet the goals they have set. Besides that, the study schedule is very dense. The university environment is often very different from high school. You will not have much free time, and 20% of your time at school is devoted to testing. This issue shows us that the demand of this problem is very huge, and it needs to be fixed right now. In fact, there are currently very few consultants and psychologists in Vietnam who can help them. In the other words, the supply is not enough to cope with the demand. So why do we have such a high demand but just a few supply? At present, there are very few teachers with professional psychology or school psychology advisor at university in Hanoi in general and in Vietnam in particular. In my opinion, there are many reasons for this. Firstly, students who are under pressure from learning often shy to express and share. Secondly, in Vietnam, there are very few people in this area who have expertise to meet the needs of psychological counseling. Thirdly, the psychological advisor in Vietnam do not have a certain confidence in prestige and confidentiality. And the last reason is because the psychological consultant in Vietnam often do not have an ideal salary. And what about the government intervention? According to Dr. Bùi Văn Linh, Circular 31 in the Ministry of Education and Training has stipulated that each school will have a psychological counseling group for students. If every school can apply this circular, then we will have a larger amount of supply. In addition to being consulted free of charge by professional teacher, you can also go to private counseling center or online counseling service. So I have a question I want to ask you guys. How much would you think that one treatment session will cost? You will have 10 seconds to answer this question. Okay, I think most of you guys get it wrong. One treatment will cost around 400,000 to 500,000 Vietnam Dong. A little bit expensive for one student, right? So we have presented all the ideas as well as the issue are related to the demand, supply, and the market of student mental consulting. Now that is all the information we like to share with you guys. Hope you get a good mark for this clip. Thank you, Ms. Chang, and our lucky friend for listening. Bye. Arrivederci.